Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong những ngày tháng Tư, ngày mà không khí giải phóng miền Nam thống nhất đất nước với ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn đối với mỗi người dân Việt Nam. Và trong bối cảnh thời đại mới, ngày này có ý nghĩa nêu cao tinh thần yêu nước và thúc đẩy toàn xã hội cùng chung tay xây dựng một cuộc sống ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Vâng, thưa quý vị, ở một khía cạnh khác, đây cũng là dịp để chúng ta tri ân và tưởng nhớ những người đã ngã xuống, đồng thời tôn vinh những tấm gương thầm lặng trong suốt thời gian qua vẫn đang gắn bó hành trình đi tìm hài cốt đồng đội, khai quật dưới mộ phần những kỷ vật thiêng liêng, qua đó viết lên những câu chuyện chân thực của một thời qua lửa, góp phần giáo dục cho thế hệ mai sau. Câu chuyện mà nhân vật ngày hôm nay chúng tôi muốn chuyển tải đến quý vị và các bạn là một minh chứng. Có thể gọi người đàn ông này là người gom góp những ký ức lịch sử qua những lá thư thời chiến. Bởi hơn 20 năm, ông vẫn dành phần lớn thời gian của đời mình để làm những công việc được cho là chẳng giống ai. Nhưng nhờ vậy mà 200 lá thư được lựa chọn ra từ hàng triệu lá thư của các chiến sĩ tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã được sưu tầm và biên soạn, trở thành nhân chứng lịch sử vô cùng sinh động về lý tưởng sống cao đẹp, hy sinh và cống hiến cho độc lập, tự do của dân tộc, của cả một thế hệ. Minh chứng sâu sắc về tình yêu gia đình, tình yêu lứa đôi hòa quyện với tình yêu quê hương, tổ quốc. Vì những cái thư đó, nó đã được rất nhiều nguồn, chủ yếu là các gia đình cựu chiến binh, những người đã đi qua chiến trận, những người đã hy sinh trong chiến đấu. Thậm chí có những cái thư lấy từ nhiều và thư lấy từ bàn thờ xuống, thư lấy từ mộ lên. Đấy, thì nó thiêng liêng lắm, nó là một cái công trình tôi đã dùng được gần 20 năm để hoàn thành. Thể loại thư được viết trong chiến tranh được thể loại hết sức đặc biệt, nó là thể loại riêng tư. Tôi nó giống cũng như nhật ký là người ta viết những cái này nó không nhằm mục đích để ít, nhưng mà sau rất nhiều chục năm thì cái giá trị của nó đã được khẳng định. Nó giống như một cái di sản của thế hệ trước để lại cho thế hệ sau. Vì làm công việc không giống ai nên nhà văn Đặng Vương Hưng gặp không ít điều tiếng và phiền toái, thậm chí bị cho rằng muốn nổi tiếng, thậm chí không ít lần bị ám ảnh bởi những câu chuyện sau những lá thư, nhật ký của các liệt sĩ, cựu chiến binh. Là người lính, ông thấu cảm được sự hy sinh của họ và hiểu hơn ai hết mong mỏi lớn nhất của người thân, gia đình là những di vật, kỷ vật đó trở thành di sản, có giá trị về mặt tinh thần, được xuất bản thành sách để nhiều người biết đến, được xã hội công nhận. Cái việc làm này tôi nghĩ rằng một mình tôi thì không thể làm được. Rất nhiều người thì chúng tôi là cái nhóm biên soạn, tôi là người được đứng đầu làm cái những lá thư và còn biên soạn cái tập thư cá nhân, nhà xuất bản khác và những cái tập nhật ký thì rất nhiều người làm. Và cái công việc này còn tiếp tục với rất nhiều các gia đình muốn là nhiều người sẽ làm cái việc này và thế hệ trẻ mà đọc sẽ đón nhận cái cuốn sách này. Bởi vì nó rất giá trị và qua cái cuốn sách này hiểu được cái tính trung thực, khách quan và cái lịch sử mà cha ông ta đã hy sinh cống hiến trong kháng chiến để cái cuộc sống hòa bình bây giờ làm sao cho sống cho xứng đáng với lịch sử truyền thống cha ông của chúng ta. Ngần ấy năm gắn bó với công việc sưu tầm, biên soạn, lưu giữ, đọc hàng vạn lá thư, hàng trăm cuốn nhật ký của các liệt sĩ, cựu chiến binh, thương binh, người đàn ông này vẫn cảm thấy mình chưa làm được gì nhiều và dường như còn mắc nợ. Có những lá thư không có thuyết minh để có thể xác định ra người viết, người gửi. Có những công việc đi tìm mộ chưa thể hoàn thành vì thiếu sức người, thiếu kinh phí, thời gian. Nên hành trình này với ông là không có điểm dừng.